Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì ở video hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sinh viên cũng như các anh chị đi làm á, mà chưa biết cách thực hiện một cái báo cáo hoàn chỉnh á, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để lập được một báo cáo hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Thì ở video này á, mình sẽ chia ra làm hai cái phần chính. Phần đầu tiên á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái mục lục, danh mục hình ảnh và danh mục bảng biểu. Phần thứ hai á, là video tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo và đánh số các cái công thức. Và một phần cuối cùng á, để lập báo cáo hoàn chỉnh á, là cái ứng dụng là tạo tài liệu tham khảo. Thì video thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Trở lại với cái video đầu tiên hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn tập trung cho các bạn tạo được cái mục lục và danh mục hình ảnh cũng như danh mục bảng biểu. Ba cái phần này là ba phần chính của một báo cáo. Khi mà các bạn lập một cái báo cáo dài á, khoảng vài trăm trang á, lúc đó các bạn phải làm tự động hết tất tần tật các thứ thì báo cáo của bạn nó mới hoàn thành nhanh và đẹp nữa. Khi các bạn mà đánh số bằng tay á, nếu các bạn muốn thay đổi một cái bảng biểu nào đó hoặc một hình ảnh nào đó thì các bạn hoàn toàn phải ngồi đánh lại từ đầu, mất rất nhiều thời gian và sai sót. Thì mình sẽ hướng dẫn tập trung cho các bạn các cái phần này để lập được một báo cáo hoàn chỉnh. Thì hiện tại trên YouTube á, họ hướng dẫn rất là nhiều, nhưng mà cái phương pháp cách tạo mục lục của họ nhiều khi là hướng dẫn rất là rườm rà và khó để thực hiện. Các bạn xem một hồi các bạn thực hiện nó vẫn bị lỗi rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ gộp lại những cái bước cơ bản nhất để ai chưa bao giờ làm được mục lục tự động á, thì có thể làm được ngay lập tức, không cần phải học nhiều. Ở đây mình có tạo cho các bạn một cái file mẫu này. Nếu mà các bạn nào muốn xin cái file này mà để về tham khảo mà làm theo á, thì các bạn để lại email bên dưới á, mình sẽ gửi cho các bạn. Thì hai tháng gần đây á, cũng dịch Covid rất là nhiều, nên mình lấy các cái hình ảnh về Corona để mình làm minh họa, để đẩy lùi virus Corona, để công việc của mình nó trở lại bình thường các bạn. Thì để tạo mục lục á, đầu tiên mình sẽ tạo cho các bạn một cái file hoàn toàn mới và hướng dẫn các bạn lại từ đầu này. Và sau đó mình sẽ lấy một cái file mục lục bị lỗi và mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo lại cái file mục lục đó. Đầu tiên để tạo cái mục lục, các cái mục mà chính này các bạn. Mục chính là mục 1.1, 1.2, 1.3 gì này, và mục 2, 2.1, 2.2, 2.3. Khi các bạn chèn bất kỳ các mục nào á, thì lập tức cái mục tiếp theo nó sẽ tự động nhảy số nha các bạn. Thì để tạo được cái mục lục như vậy á, các bạn vào tùy chọn này cho mình nè. Bạn số xuống và các bạn chọn cho mình là Define New Multi Level List. Nhớ là chọn cái tùy chọn này cho mình nha. Sau đó nó sẽ mở cho mình một cái hộp thoại. Các bạn tiến hành chọn cái nút More này cho mình nè. Thì để tạo được mục lục tự động á, các bạn cần quan tâm cho mình các cái thông số sau. Đầu tiên là các bạn phải quan tâm cho mình là cái Enter Format Number này á, là các bạn format ở dạng là số thường hay số La Mã. Theo cái báo cáo hiện giờ các bạn cần lập á, thông thường á, bắt buộc là phải là số thường nha các bạn. Báo cáo mà đồ án tốt nghiệp hay bất kỳ các cái đồ án môn học nào bên trong trường á, bắt buộc các bạn phải là đánh số thông thường, không đánh số La Mã nha các bạn. Thì các bạn chọn số thông thường cho mình và các bạn bỏ dấu ngặt này đi. Bạn gõ phím chấm cho mình thì bạn đã tạo được cái mục đầu tiên là một chấm. Thì để add được cái tự động á, các bạn phải chọn heading cho nó. Bạn lại cho mình cái style này. Thì bạn sẽ chọn cho mình là style heading 1. Tương tự bên dưới này các bạn tùy chỉnh cái position cho nó là cái vị trí này. Các bạn chọn cho mình là cánh trái này. Align á, các bạn sẽ để cho nó là mặc định là 0 mm. 0 mm là nằm ở vị trí nào các bạn? Nằm ở vị trí này nè. Bằng cái thẻ tab này nè. Và cái thục đầu dòng vào này, các bạn để cho mình là 6. Cái số này nó có ý nghĩa như thế nào các bạn thấy không? 6 nè. Nếu mình nhập 6 vào nè, các bạn sẽ thấy cái chữ này nó thục vào so với cái số này là khoảng 6 mm nha các bạn. Thì thông thường cái word của các bạn sẽ để hệ in, thì để chỉnh về hệ mm thì các bạn làm như thế nào? Mình sẽ chỉnh về hệ mm cho các bạn dễ chỉnh này. Bạn vào cho mình là option này, bạn chọn cho mình advanced này, sau đó các bạn kéo xuống dưới này, các bạn chọn cho mình là hệ mm. Đây các bạn chọn về mm cho mình, mặc định word khi cài vào nó sẽ để hệ in, thì các bạn đưa về mm để dễ chỉnh. Rồi các bạn sẽ trở lại hộp thoại lúc nãy, chọn vào define new multilist. Tiếp tục các bạn chỉnh các thông số. Cái thông số mà follow number width này nè, các bạn chọn cho mình là space. Space là sao? Là cái khoảng cách từ cái số 1 đến chữ heading này nè, đến cái chữ mà cái mục của bạn chỉ bằng một khoảng cách thôi. Khi mà các bạn để tab này nè, một số trường hợp các bạn chọn các tab trên này nó sẽ bị lỗi là cái số nó sẽ cách cái chữ này nó rất là xa và các bạn xử lý rất phức tạp. Nên thông thường á, theo mình khuyên các bạn để về space cho mình. Rồi các bạn chọn cho mình là level 1. Cái này nó ở level 1 nha các bạn. Có nhiều cấp level. Nếu mà ở mục 1.1, 1.2, 1.3 các bạn muốn ở level 2 thì các bạn chọn level 2. Lát nữa mình sẽ chỉ cho phần đó. Cái số bắt đầu các bạn để cho mình số 1. Rồi tương tự các bạn chỉnh cho mình cái font nó nè. Font mặc định khi tạo heading á, mới nó sẽ cho mình cái font đó. Các bạn chỉnh cho mình Arial. Hoặc là trong trường nó hay dùng là Times New Roman á, thì các bạn chỉnh Times New Roman nha các bạn. Cỡ chữ là 12 hoặc 13 gì đó. Thì các bạn nhập vào này 13. Không có cái số 13 trong này nên các bạn nhập số 13 nha. Kiểu chữ là kiểu chữ thường hay kiểu in hoa, kiểu in nghiêng gì này. Các bạn chọn, thông thường mình sẽ chọn kiểu in đậm. Rồi các bạn ok.
là các bạn đã thiết lập được cái thông số heading đầu tiên. Ở cái mục tiếp theo á, các bạn muốn nó nhảy số là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 á, thì các bạn làm sao? Đầu tiên các bạn chọn vào này. Sau đó các bạn chọn số xuống này. Nhớ là chọn cái bao gồm level number from này. Là khi các bạn chèn vào các level tiếp theo á, lập tức nó sẽ theo cái số đầu tiên á, là cái số level 1. Chọn vào level 1 cho mình. Bạn chấm. Cái số thứ hai á là nó sẽ theo cái heading của mình. Theo cái số đánh số này này. Các bạn chọn về số cho mình. Bạn gõ dấu chấm luôn. Tương tự như ở level heading 1 thì các bạn chọn ở đây level 1 nếu các bạn muốn nó là cấp 1 chung với cái cấp này, và level 2 nếu các bạn muốn là level 2, thì thông thường mình sẽ để hai cấp đầu tiên sẽ là level 1 và hai cấp tiếp theo sẽ là level 2. Số bắt đầu á các bạn để số 1. Lúc này á khi mà chỉnh ở cái level 1 á, các bạn sẽ thấy được là cái điểm bắt đầu số đầu tiên này này nó sẽ là start ở level 1. Khi cái level 1 các bạn nhảy lên số 2 á thì lập tức ở dưới này sẽ thành 2.1, 2.2, 2.3. Nếu bắt đầu từ số 3 á sẽ là 3.1, 3.2, 3.3. Các bạn phải làm như vậy á thì một lúc các bạn mới nhảy số tự động được nha các bạn. Nếu mà các bạn không chỉnh ở cái level này á, khi các bạn tạo một item mới á, lập tức nó sẽ nhảy là tiếp tục là 1.4, 1.5, 1.6 chứ nó không có nhảy là 2.1 nha các bạn. Các bạn chú ý cái phần này. Rồi các bạn chọn cho mình cái heading của nó là heading 2. Trong Word nó hỗ trợ cho mình 9 cái heading để mình làm một lục. Thì thông thường không ai mà sử dụng hết 9 heading nha các bạn. Các bạn sử dụng khoảng 4 heading là quá rồi. Không ai mà 1.1.1.1.9 lần được. Còn chấm đến 4 lần là hết rồi. Rồi tương tự các bạn chỉnh font trong này cho mình. Chọn Arial. Ở đây mình đi làm bên ngoài thường chọn Arial cho dễ đọc. Nếu làm báo cáo thì các bạn chọn Times New Roman nha. Tương tự thông số dưới này á, các bạn chỉnh cho mình á, là 6.3 là bằng thuộc cái này nè. Cái này các bạn chỉnh gấp đôi là 12.7, ok. Chỗ này các bạn chỉnh về space cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một cái level tiếp theo, tương tự các cái level trước, các bạn cũng xóa cái số này đi luôn. Bạn nhấn vào level 1 chấm, level 2 chấm, đánh số chấm. Bây giờ các bạn sẽ chỉnh về cái này là level 2 này, các bạn thấy không? Nó sẽ tạc là từ level 2. Và cấp trên này các bạn cũng chọn là level 2 cho mình. Bởi vì cấp thứ ba rồi, sau khi tạo một lục á, nó sẽ tự động thuộc dòng vô cho mình. Để mình phân biệt được level 1 và level 2. Và cái heading này á, các bạn chọn về heading nó là heading 3 các bạn. Khoảng cách này á, các bạn chỉnh tương tự. Hoặc là các bạn có thể thuộc mặc định như thế này. Kết thúc level này sẽ là bắt đầu level khác. Đó. Thông thường mình sẽ để mặc định hoặc là mình chỉnh cái này cho nó bằng cái này luôn. Mình sẽ chỉnh về 6.3. Và cái này mình chỉnh là 12.7. Bằng cái level trên. Tiếp tục cái level số 4 mình mới thuộc vào. Tránh trường hợp các bạn chỉnh nó thuộc vào nhiều quá đi. Thì nó sẽ hết cái trang Word của mình và nó rất là xấu. Tương tự ở phần này các bạn cũng chỉnh lại phong cho mình. Các cái thao tác này lặp đi lặp lại chỉ có một thao tác thôi. Bạn chỉnh một lần là các bạn sẽ biết. Lúc nãy các bạn quên chỉnh cái này in đậm nè. Bạn chọn vô chỉnh lại in đậm luôn. Dưới này các bạn chọn space luôn cho mình. Rồi, là các bạn đã được cái mục lục 3 cấp. Tiếp tục các bạn tạo cho mình mục lục cấp thứ tư. Chọn vào này các bạn xóa số này luôn. Bạn thực hiện lại là bao gồm các level nào? 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm. Và level 4 của các bạn là gì? Chấm luôn. Số này các bạn nhập vào cho xa tí 12.7. Đó, nó sẽ thuộc ra cho các bạn này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là heading số 4. Level là 2. Tạo level một lục á, nó sẽ là 2. Level start là level 3. Rồi khoảng cách đó là chọn space. Phong các bạn cũng chỉnh tương tự. Cái này nó không khó, các bạn chỉ chỉnh là các bạn quen ngay lập tức thôi. Cái này mình để chữ in nghiêng đi. Italic 13. Rồi ok. Đó là các bạn đã tạo xong cái mục lục này. Các bạn nhấn ok cho mình. Lập tức trên này nó sẽ cho mình các cái tùy chọn heading nè các bạn. Thì khi lập báo cáo á, các bạn chỉ cần gõ cái đầu mục thôi. Giả sử mình xóa hết đi, mình muốn bỏ luôn cái đầu mục này mình làm như thế nào. Bạn vào này này, số xuống này. Bạn chọn clear format cho mình. Là nó bỏ hết tất cả các định dạng bên trên này. Thì thông thường khi mà cái Word của bạn mới mở ra này sẽ mất cái hộp thoại này nè các bạn. Hộp thoại để quản lý mục lục á. Thì các bạn vào thể view cho mình. Bật lên là nation band này.
để quản lý mục lục. Và mình trở lại thì home, mình muốn gõ đầu mục á, giả sử như đây là mục chính thì mình muốn cái đầu mục này á nó là mục số 1, thì mình chọn lên trên này nó sẽ ra mục số 1 cho mình đó. Tương tự các bạn enter xuống, bạn muốn mục phụ, muốn cái mục này á nó là sẽ là mục số 1.1 thì chọn vào đó. Thì khi mình thiết lập như thế này á, các bạn thấy là cái số và cái chữ này nó bị sai này. Lúc nãy mình thiết lập mặc định nhưng Word nó vẫn không hiểu cho mình là mặc định, thì mình sẽ tiến hành update modify cho nó bằng cách là nhấn vào chuột phải nè, chọn lên nha các bạn, và nhấn chuột phải chọn modify. Thì khi mà các bạn thao tác bên trong này nó mới set ít mặc định nè các bạn. Chọn xuống cho mình là font Arial. Cỡ chữ các bạn là 13. Màu chữ là gì? Sau này các bạn chỉ cần chỉnh trong này là tất cả các mục á, được làm từ heading này á, lập tức nó sẽ thay đổi theo. Nhiều khi lên ông thầy ông muốn là cái này á, chỉnh lệ cho màu đỏ cho ông. Thì các bạn làm thủ công á, thì các bạn ngồi quét tùm lum hết. Nhưng mà cái này các bạn chỉ cần chỉnh một thao tác bên trong này lập tức nó sẽ cập nhật cho các bạn. Ở dưới này nó có các cái tùy chọn, các bạn chú ý cho mình này. Nó có hai cái tùy chọn chính. Một là các bạn chọn tự động update, thì thông thường mình sẽ chọn tự động update. Cái thứ hai là các bạn chọn vào là new tài liệu, tạo thành một cái template luôn á. Khi các bạn mở bất kỳ cái trang Word nào của các bạn thì cái template này nó sẽ được tạo luôn, không phải ngồi tạo lại các cái bước như thế này. Thì khi các bạn làm chuyên nghiệp á, các bạn chỉ cần tạo một lần và chọn vào này new template, thì Word của bạn nó sẽ có được một cái hạng mục mục lục làm ở bất kỳ tài liệu nào. Các bạn chỉ cần chọn lên trên này và các bạn tạo mục lục thôi, không cần phải ngồi thao tác lại, rất là hay. Rồi sau khi chọn cái này á, các bạn ok cho mình, nhớ chọn chữ đậm lên nha các bạn. Rồi ok cho mình, lập tức nó sẽ cập nhật cho mình các bạn thấy không. Tương tự cái mục này cũng vậy nè, chọn vào đó modify, chọn nó là chữ màu đen, cái này là Arial, cái này là 13, này là tự động cập nhật, này là chữ đậm lên, ok. Đó, các bạn cứ làm các cái mục khác này, giả sử mình ghi là mục phụ 2 này, thì mình chỉ cần chọn lên trên này nó sẽ ra mục lục cho mình. Bây giờ mình thích màu đen này nữa, mình muốn thành màu đỏ, modify vô trong này chọn màu đỏ, lập tức tất cả các thứ nó sẽ cập nhật theo đó các bạn thấy không. Khi mà các bạn làm được như thế này á, thì cái báo cáo của bạn muốn thay đổi ra sao cũng được, rất là chuyên nghiệp. Trong một số trường hợp á, nó sẽ bị lỗi các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn lỗi cái trường hợp như thế nào này. Giả sử như các bạn copy cái này xuống một dòng đi, thì các bạn được mục 3.1 này các bạn thấy không. Bây giờ mình xóa cái số này đi, thì khi mà mình xem việc mình mục lục bên này á, các bạn thấy nó vẫn có heading là heading số 2 này các bạn thấy không. Nên là các bạn chú ý là khi mà xảy ra trường hợp lỗi như thế này á, các bạn cập nhật mục lục á, lập tức cái mục này nó cũng lên luôn. Thì để mà tạo mục lục tự động á, các bạn phải kiểm tra bên này á, các cái đối tượng nào nó có bị lỗi hidden không. Ví dụ như đối tượng này bị lỗi á, các bạn tiến hành là clear format nó đi. Bạn chọn vào nó này, chọn vào dấu mũi tên này, clear format, lập tức nó sẽ đưa thành một cái test định dạng thông thường. Thì khi các bạn cập nhật cái mục lục vào á, thì sẽ không bị lỗi. Cái lỗi này thì anh chị em hay gặp nhất khi tạo mục lục á, update lên nó sẽ chạy nguyên một cái hạng mục gì đó rất là nhiều chữ, thì các bạn không biết cách xử lý như thế nào á, thì các bạn chọn vào cái mục đó để rêu chuột vào đó này, chọn lại dấu mũi tên này, chọn clear format cho mình, thì lập tức nó sẽ bỏ hết tất cả các định dạng heading này và các bạn định dạng lại cho nó, thì khi cập nhật mục lục á nó sẽ không bị nhảy nha các bạn. Lúc nãy mình tạo mục lục á mình quên dấu chấm này các bạn thấy không, bây giờ nó không có chấm mà lên ông thầy á, ông lại nói là người ta muốn số này có thêm số chấm này. Thì thông thường nếu các bạn làm thủ công á, thì các bạn lại đi chấm. Bây giờ mình làm tự động á, mình sẽ cập nhật lại cho nó luôn này. Các bạn vô trong này, chọn Define New List, bạn thêm dấu chấm vô. Bạn thấy làm tự động hay không? Ra ngoài này lập tức có dấu chấm cho mình. Ông thầy buồn buồn, ông nói tao không thích dấu chấm nữa, thì vô bỏ sửa ra thôi. Khi mà làm tự động á, các bạn muốn sửa chỉ cần một thao tác một, rất là nhanh. Đó là cái phần mục lục tự động. Tương tự các bạn có thể là tạo ở Heading 3, Heading 4, Heading 5 gì đó, các cái bước các bạn chỉnh tương tự nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là update cái mục lục này lên các bạn báo cáo mình nè. Bây giờ mình sẽ update cho các bạn lên luôn, xóa hết mấy cái này luôn bằng cách là clear format nè. Rồi khi các bạn lập xong cái báo cáo á, các bạn chèn mục lục như thế nào, bạn vào cho mình là reference, các bạn chọn cho mình là table of content, thì ở đây á nó sẽ cho mình rất nhiều các cái dạng bảng để chèn mục lục. Thì thông thường á mình sẽ chọn hai cái bảng này các bạn, một đó là content, hai là tab and of content. Các bạn chọn vào content cho mình. Khi mà các bạn chọn content á, nó sẽ có cái hộp thoại này cho mình này. Hộp thoại này nó được cập nhật từ Word 2013 nha các bạn. Thì các cái thao tác hồi nãy giờ mình làm á, các bạn đều thực hiện tương tự ở Word 2013, 2016 và 2019. Ở đây mình đang thực hiện thao tác trên 2019 nha các bạn.
Còn đối với vật 2/10 và 2/7 á, các bạn nên tham khảo thôi. 2/10 các bạn có thể là thao tác tương tự như này á, nhưng mà sẽ có một số loại nó hơi khác. Các bạn nên cập nhật phiên bản Word mới để sử dụng được các ứng dụng mới của nó. Thì khi mà cập nhật cái mục lục lên trên này các bạn thấy không? Nó chỉ cập nhật cho mình là 1.1 và 2.1 thôi. Mấy mục này nó không cập nhật không? Bây giờ mình muốn là cái mục lục này á, nó sẽ có là 4 cấp. Các bạn thấy là từ 1 này, 1.1 này, 2.1 này. Bây giờ mình sẽ làm thêm một mục đó là 2.1.1 nữa. Đây, chọn vào đây. Và một mục nữa là 2.1.1.1. Thì mình làm sao để cập nhật lên trên này á? Thì các bạn chọn vào nó này. Các bạn chọn cho mình là Reference. Chọn ở đây. Chọn xuống là Custom Table này. Các bạn nâng cái con số này lên này. Thì thông thường nếu các bạn muốn ở level 4 á, thì các bạn sẽ chọn đến level 5. Mà muốn level 3 thì các bạn sẽ chọn đến level 4 các bạn. Thì thông thường mình muốn đến level 4 á, thì mình sẽ chọn đến level 5 này các bạn. Bạn chọn OK. Bạn chọn thay thế, lập tức nó sẽ cập nhật lên cho mình. Thì ở đây tại sao á, nó không cập nhật cái số này lên? Bởi vì các bạn chưa viết bất kỳ cái thông tin nào ở đây hết. Thì nó xem như là một cái test. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào cho nó là một cái hạng mục A đi. Bây giờ mình sẽ cập nhật lại cho các bạn này. Để cập nhật thì các bạn chọn update bảng này, chọn vào này này, chọn lên, lập tức nó sẽ cập nhật lên cho mình các bạn chú ý nha. Đó, khi nào mà các bạn cập nhật mục lục lên á, các bạn sẽ thấy được là cái mục lục của bạn nó sẽ có cái màu mờ mờ như thế này nè các bạn. Thì đó là mục lục tự động. Bạn hoàn toàn có thể đổi cái tên này nè, viết bằng tay. Giả sử như mình viết là mục lục. Rồi các bạn định dạng lại cho nó thôi. Bạn chỉ cần định dạng một lần và sau này các bạn không cần phải định dạng lại nữa. Phông chữ như thế nào thì các bạn chỉnh tương tự nha. Đó là các bước cơ bản để các bạn tạo được một cái mục lục. Thì mình lưu ý là khi tạo mục lục á, nó sẽ xảy ra hai cái lỗi. Cái lỗi đầu tiên á, là lúc nãy mình nói như cho các bạn rồi đó. Cái lỗi thứ hai á, là trường hợp là cái số các bạn đánh không liên tục. Đó là mình cũng đã giới thiệu qua cho các bạn á, là các bạn chọn đúng level cho nó, lập tức nó sẽ đánh liên tục. Và còn một cái lỗi tiếp theo á, là khi các bạn chèn vào cái mục lục này, cái số này nè, có lúc nó nhảy tới đây hay có lúc nhảy tới đây, ví dụ cái lúc nó nhảy tới đây luôn nè các bạn. Đó, cái lúc nó xảy ra trường hợp như này á, thì các bạn làm sao? Bạn chọn vào nó này, các bạn sẽ để ý trên này nó sẽ có một cái thẻ tab. Bạn chọn, các bạn kéo ra. Thì nó sẽ mất luôn này các bạn, để không? Bây giờ các bạn sẽ chọn lại hết. Còn nắm cái thẻ tab này các bạn kéo nè. Đó, các bạn lưu ý nha. Thì lập tức nó sẽ đưa về dạng mặc định cho mình. Khi mà các bạn xảy ra trường hợp lỗi như này, giả sử như hai cái này các bạn kéo mất thẻ tab này. Các bạn không biết cách nào làm hết. Có hai cách. Một là các bạn chọn vào đây. Chọn hết những cái mục lục các bạn nắm cái thẻ này nè, các bạn kéo. Đó, lập tức nó sẽ tạo cho mình. Cách thứ hai á, nếu các bạn làm mục lục tốt á, thì các bạn nên cập nhật lại. Giả sử như đây. Kéo này quen luôn. Bạn làm mục lục mà các bạn định dạng như mình vừa nói á, cực tốt á, thì các bạn chỉ cần chọn vào này, chọn update thay luôn. Đó, lập tức nó sẽ cập nhật lại cho mình. Trong trường hợp các bạn làm mục lục nó bị lỗi nhiều quá thì các bạn sẽ cập nhật không có được. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn cập nhật lên trên này á, các cái định dạng này sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Các bạn mất công định dạng lại á, thì các bạn sử dụng cái thủ thuật lúc nãy mình giới thiệu đó. Một phần tiếp theo khi mình tạo mục lục á, các bạn để ý các cái mục này mình muốn cái mục này nó in đậm lên này. Thì mình chỉ cần chọn vào nó này. Chọn in đậm. Lập tức các cái mục còn lại nó sẽ in đậm. Ở đây do mình chỉ sử dụng một mục thôi này. Bây giờ mình tạo tiếp một mục nữa để các bạn thấy này. Đó, bây giờ mình có hai mục như này. Cập nhật lại mục lục, chọn vào này, chọn vào cái bảng. Rồi cái hai mục chính, bây giờ mình muốn in đậm á, thì mình chọn vào in đậm. Mình muốn in nhạt á, chọn vào đó. Hai lần. Nó sẽ lập tức nó in nhạt xuống cho mình này. Đó, các bạn thấy không? Bạn muốn in đậm á, thì các bạn chỉ cần chọn vào nó và các bạn bôi đậm lên thì lập tức các mục còn lại nó sẽ bôi đậm theo với cùng một heading. Nhớ là bấm hai lần bôi đậm nha các bạn. Đó là cái thủ thuật tiếp theo để các bạn tạo được một cái mục lục chuyên nghiệp. Thì một cái lưu ý này, khi các bạn đã chỉnh được hết tất cả các định dạng và cái mục lục như thế này á, thì khi các bạn cập nhật trang á, các bạn nên chọn là cập nhật số thôi nha các bạn. Đây. Bạn không nên là cập nhật bảng. Khi các bạn thêm một cái mục nào đó, các bạn mới cập nhật bảng. Tránh trường hợp các bạn ngồi định dạng các cái chữ in đậm, in nhạt như thế này á, rồi các bạn cập nhật lên á, nó lại mất hết các cái định dạng, các bạn ngồi các bạn làm lại.
Nên các bạn chú ý cái phần đó là khi cập nhật các bạn nên cập nhật số thôi. Trong trường hợp các bạn là thay đổi quá nhiều thì các bạn mới cập nhật bảng và các bạn định dạng lại. Chú ý cái phần đó giúp mình. Bây giờ mình sẽ lấy một cái báo cáo này. Báo cáo mà các anh chị em hay làm mục lục mà bị lỗi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để tạo lại cái mục lục cho nó đầy đủ. Giả sử như trong trường hợp này đã làm được cái mục lục rồi này nhưng mà nó bị lỗi tùm lum lên hết nè các bạn. Bạn thấy không? Các cái mục này á nó bị lỗi hết này. Khi mà cập nhật mục lục á, giả sử như mình lên mình cập nhật mục lục trên này đi. Bạn vào reference này, insert này. Insert này. Lập tức nó lên trên này tùm lum thứ các bạn không? Đó, cả cái phần này nó không lên luôn này. Nó không có giống ai hết. Phần này nó không lên luôn. Tùm lum thứ các kiểu. Nếu trường hợp các bạn mà để cái này đây, để cái số này này. Mà nó lớn hơn 3 xíu rồi, nó để lên số 5 cái là tiêu luôn á. Ok nè. Bạn thấy cái mục lục này nó cập nhật lên những thứ không cần thiết không? Quá trời thứ này. Thì làm sao để khắc phục được lỗi này á? Thì lúc nãy mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ thao tác trên này để các bạn thấy được dễ làm hơn. Bạn chọn vào này, các bạn xóa cái mục lục đi. Rồi để tạo được các mục lục á, thì các cái bước mà đánh số mà 1.1, 1.2 này nè, thì các bạn làm tương tự như lúc nãy. Mình sẽ xử mấy cái lỗi này thôi. Bạn chọn vào đây nè. Bạn thấy cái phần này không? Bạn chọn vào này, bạn clear format đi. Các cái số này nó đều bị lỗi hết nên các bạn sẽ chọn và clear format hết. Đó, cái này cũng clear format luôn. Rồi các bạn tiến hành định dạng lại. Định dạng lại thì đơn giản các bạn tự làm nha. Bạn chọn vào này và các bạn xóa hết cho mình. Khi tạo hidden các bạn nhớ nha, mở cái thẻ này lên. Nếu mà các bạn không có thẻ này á thì các bạn vào view, mở cái thẻ này lên, xem khi nào mà cái mục lục các bạn nó tạo hoàn thành á, mà nó không có bất kỳ cái mục nào mà không có số nó hiện ở đây á thì nó sẽ đúng. Cái này cũng vậy luôn. Chọn vào thẻ home, chọn clear format cho mình. Tương tự cho các cái mục khác các bạn cũng chọn vào và clear format hết. Này cũng vậy luôn. Các bạn hoàn toàn có thể ra ngoài này các bạn quét hết và các bạn bỏ tùy chọn một lần cho nhanh. Tương tự cái này cũng vậy luôn. Đây luôn. Thì sau khi mà quét bỏ hết các cái tùy chọn này các bạn thấy không? Vẫn còn lỗi rất là nhiều nè. Bạn chừng nào mà các bạn làm sao mà nó không còn các thao tác thừa bên này, chỗ này cũng còn hidden nữa các bạn không? Bấm vào là các bạn có thấy cái số này ra, các bạn hoàn toàn có thể ẩn nó nè. Ẩn cái kiện này các bạn thấy không? Giả sử như mình muốn đọc cái mục 4 này, mình hoàn toàn có thể đóng cái mục 4 này lại luôn. Đó các bạn thấy không? Mục 4.1 này cũng vậy luôn. Từ Word 23 nó đã hỗ trợ cái này cho mình rồi. Thì các bạn làm sao mà xóa hết tất cả định dạng này đi. Khi tạo cái mục lục á, nó sẽ không bị lỗi nữa. Tương tự các bạn quét hết tất cả những thứ này thì các bạn sẽ có được cái mục lục. Giờ lên này các bạn tiến hành cập nhật mục lục này, nó sẽ không còn lỗi như lúc nãy nữa. Mình sẽ để đợi cái hidden này nó lên xíu là nó sẽ không có lỗi nữa nha các bạn. Trở lại cái trang đầu tiên. Chọn vào ở này, các bạn chọn reference, chọn tab. Chọn vào này, bạn chọn là hai level thôi. 3 cấp. Nhớ là hai level chọn 3 cấp. Đó, nó sẽ không còn những cái thao tác thừa nữa các bạn không? Bây giờ các cái số này nó bị sai này, do khi anh tạo mục lục á, anh không cài đặt như lúc nãy mình nói á, cài đặt mặc định. Các bạn vào này, các bạn cài đặt chọn này nè, modify này. Cài đặt mặc định hết bên trong này. Thì khi các bạn cập nhật lên nó sẽ ra đúng cái form của mình. Một cách tiếp theo á, các bạn có thể là cài đặt mặc định form trong máy tính của mình. Giả sử như các bạn hay sử dụng Arial á, thì các bạn vào này, các bạn chọn Arial phong chữ bao nhiêu và các bạn set default. Nếu các bạn sử dụng Times New Roman á, thì các bạn chọn vào Times New Roman và các bạn set default. Tương tự vậy thôi. Khi mở bất kỳ file Word nào á, nó đều định dạng về phong chuẩn cho mình. Và khi các bạn cập nhật cái mục lục trên này á, nó cũng sẽ sử dụng cái phong chuẩn để nó cập nhật cho mình. Đó là tất cả những thứ về hidden và mục lục tự động. Thì phần này nó không khó. Khi các bạn thao tác á, nó sẽ vướng một số thứ mà mình hay nói đó. Thì các bạn chú ý là xem kỹ video này sẽ thực hiện được. Khi mà các bạn xem rồi mà các bạn thực hiện không được á, hoặc là bị một số lỗi nào đó, thì các bạn comment bên dưới á,
mình sẽ giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn thêm cho các bạn để tạo được một cái mục lục, làm một báo cáo chuyên nghiệp và hoàn thành cái báo cáo đồ án tốt nghiệp của mình. Thì hiện tại video này nó đang khá dài rồi, thì mình sẽ nợ các bạn cái phần là danh mục hình ảnh và danh mục bảng biểu, mình sẽ để ở cái video tiếp theo. Phần này cũng có khá nhiều thứ để nói, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem, theo dõi và nhớ like và share video này giúp mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.